Ok, chào các bạn. Hôm nay buổi sáng thứ hai và mình sẽ đi đây. Một cân hà sen vợ mình mua thì vợ mình cắt ra và để cho nó nảy mầm dần. Bây giờ mình sẽ đi giải ở bờ ao. Đây, cây sake nhà mình đã bắt đầu to rồi này. Ớt. Bây giờ mình sẽ đi ra bờ ao để thả này xuống nhá. Tiêu này các bạn ơi. Cái tiêu năm nay khá là sai quả, mặc dù nhà mình không bón biết gì nhá. Cũng không tưới luôn, kệ nó luôn. Rất nhiều quả, có thể không năng suất bằng những nhà mà họ tưới tắm. Nhưng mà mình sẽ để ăn thế cho nó thích. Còn đây là cây bưởi. Nhờ thấy vợ mình ở bưởi năm roi sao. Đây, cắt đi và nó lên những cái mầm non này các bạn nhìn này, cái bông hoa này. Wow. Rồi, trong nhà màng này. Vừa đến giờ bơm tự động xong. Xả này. Một hàng xả mà đặt 30 tháng 4, 1 tháng 5 bà ngoại và chồng cho. Bây giờ mình sẽ xuống nhà mình thả sen nhé. Một số cây sen thả từ hôm trước nó đã bắt đầu ra lá rồi. Giờ mình sẽ thả thêm. Đây là một số cái cóc mà mía này. Đây, dãy mía mình trồng. Bên kia bà xã trồng một dãy đu đủ. Đó. Đây, cơ bản là nước hôm nay đã trong rất nhiều rồi và mình đã phát hiện ra là có mạch nước ngầm ở đây. Rất là thích này. Một điều đặc biệt ở đây, cây sen một số cái lá con đã lên. Tuyệt vời. Có những cái lá này sau này nó sẽ là tiền đề để đây trở thành một cái ao sen tuyệt đẹp. Mình sẽ lem xuống đây. Đấy. Ra đây, các bạn nếu bạn tinh mắt có thể nhìn thấy số cái đã có lá ở đây rồi. Mình sẽ lem nó ở gần bờ thôi để dễ nó bám xuống bùn. Nó sẽ ăn dần từ ven bờ đi ra ngoài. Kìa, các bạn thấy một số mạch nước nó nổi đây. Ở nhà mình có mạch nước ngầm các bạn. Nói chung là mình rất là thích mạch nước ngầm. Có mạch nước ngầm thì mùa khô sẽ không sợ hết nước. Hai bên này mình trồng hàng cau với hàng dừa thì các bạn biết rồi. Đây, wow. đây các bạn này. Đây cây sen này. Nếu các bạn nào không biết, các bạn nhìn đây, nó bắt đầu ra rễ đây. Đó. Ra bàn sang bám vào mặt bùn rồi. Sẽ cho vài hạt nữa ở đây. Rồi. Nhà mình có một vài con cá chê, không biết từ đâu nó chạy qua đây rồi. Đây các bạn này, nó nổi vào tận đây này. Nó trôi, nó mọc, nó nảy mầm lên, xong nó lên lá. Nó trôi khắp mặt ao. Và nó giạt đây chứ nó lại không mọc ở giữa ao. Lạ nhỉ. Ở giữa ao bắt đầu lên một số cây. Mía này, đây là mía tím nhá. Đây là mía tím, đây là dừa mã lai này. Đây, mấy cây dừa này mình mới trồng là dừa mã lai. Ok. Thực sự là muốn cây sen sẽ mọc hết đây. Một tận một cân hạt sen cơ mà các bạn. Nó nhiều lắm. Này các bạn này. Những hạt sen mà bà xã mình cắt ra này. Nó lên mầm xanh như thế này. Cây sen thì trồng hạt vô cùng dễ. Mình cứ trồng để cho nó lên cây ở đây. Thân nó cắm sâu xuống bùn ạ.
dần, dòng nước chảy dần qua đây được không? Sau mình sẽ làm một cái cầu ở đây. Dưới kia nhà mình đã mọc rất là nhiều rêu rồi. Đây mình trồng một cây sung mật. Mình thấy một cân hạt sen. Sau đó để bà xã mình đặt một ít sen trắng rồi sen quan âm, các loại sen rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cứ quăng này đã, cứ ném ra khắp bờ ao cho sen lên. Gieo mầm mà. Ok, các bạn đã xem clip nhé. Và chúng ta sẽ lưu lại clip này để chờ xem 3 tháng tới, 3 tháng nữa để xem cái sen nhà mình như thế nào nhé. Ok, cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha. Bye.